Sam cứu hộ trái tim, An Nhiên mua chuộc bác sĩ, giả bầu trói buộc nghĩa. Ngay khi được tên bác sĩ Việt mở lời gợi ý, trong lòng muốn nắm cho chắc thì ngoài mặt phải tỏ ra muốn buông. Vậy là với ý định, dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải giữ chân được nghĩa. Lúc này An Nhiên đã chơi chiêu, mua chuộc bác sĩ, báo tin và có thai cho người biết. Vậy là như kế hoạch mà cô ả đã vạch ra. Sau khi hay tin cô đã có thai, Nghĩa đã vội vã chạy đi tìm Nhiên, rồi ngỏ lời cầu hôn. Và khác với những lời thúc giục của cô ả bao năm qua thì chỉ vì một trò nhẹ nhàng mà tên Việt gợi ý đã khiến cho Nghĩa phải đeo còng vào cổ. Nhưng đây thực ra cũng chỉ là âm mưu giả bầu của An Nhiên mà thôi. Khi đang còn là sinh viên, Nghĩa và An Nhiên từng là mối tình đẹp đẽ của nhau, nhưng đó chỉ là câu chuyện ở quá khứ. Để rồi chỉ vì với mục đích trả thù ông Trường mà bao năm chung sống với Ngân Hà, với một cô gái tốt tính, hiền lành, hiểu chuyện như Ngân Hà đã khiến cho trái tim Nghĩa dành cho Hà từ lúc nào chả hay. Để rồi hôm nay, sau khi mọi công ly hôn quay về với An Nhiên, bên trong Nghĩa là những sự nhớ nhung ấy bởi trái tim anh luôn khắc khoải hình bóng của Ngân Hà. Không biết đã bao nhiêu lần An Nhiên thúc giục Nghĩa kết hôn cho cô cái gọi là danh phận. Nhưng đáp trả lại chỉ là những câu nói phất lờ đi của Nghĩa mà thôi, khiến cho cô ả không khỏi ấm ức nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Để rồi sau khi được bác sĩ Việt gợi ý, nhằm thâu tóm được tâm lý của Nghĩa, ngay lập tức cô đã quyết định chơi ván cờ liều ăn nhiều. Cô quyết định giả bầu rồi mua chuộc bác sĩ báo tin cho Nghĩa, còn cô cứ thế mà xách vali lên rồi đưa Gôn đi hưởng thụ vài ngày. Và đúng như kế hoạch của cô ả, ngay khi vắng mặt cô trong căn nhà này, ngay lập tức Nghĩa đã sáng sở vội vã chạy tới tìm Nhiên. Vậy là chỉ với một chiêu trò đơn giản như đàn sơn của Á Nhiên, cuối cùng Nhiên đã có được Nghĩa trong tay.